Vâng, xin chào các chú các anh nhé. Hôm nay bên em tiếp tục về thêm dòng máy rửa xe của Sakura. Thì đây là dòng máy rửa xe mini mà bên cửa hàng em bán chạy rất là chạy trong thời gian gần đây và cũng trong vừa năm vừa rồi. Bên em dập rất là nhiều máy rửa xe. Thì hôm nay tiếp tục để phục vụ các anh, các chú các anh trong dịp Tết năm nay thì bên em về khoảng tầm 300 máy rửa xe Sakura này. Thì dòng máy rửa xe Sakura này nó là dòng máy mini dùng cho rửa xe gia đình. Máy đặc trưng của dòng Sakura là máy màu vàng đen. Đấy, công suất của nó là 2.500W. Máy là tên sản phẩm là Sakura này, Japan COLTD và công suất của máy là 2.500W, tức là 2.25 kW đây. Đấy, áp lực nước này. Áp lực nước là 9 lít trên phút này, made in Japan này. 123 này, đúng không ạ? Điện 220V nhé. Đấy các bác có thể là nhìn kỹ ở trên màn hình cho em. Đây, hôm nay em quay máy quay 3 4 sản phẩm máy rửa xe Sakura để cho anh em xem cái thực tế về máy nhé. Đợt này thì bọn em nhập máy rửa xe Sakura thì bên em sẽ bổ sung thêm phụ kiện. Đợt này thì tặng thêm cho các bác thêm một cái khúc nối súng này. Khúc nối súng này thì nó khoảng tầm gần 40 phân. Nó khoảng tầm 35 phân. Đấy, để cho các chú các anh lắp máy thành cái súng giả. Thì phụ kiện nó vẫn như ngày xưa, bao gồm một máy rửa xe Sakura này, 2.500W này, một dây đầu ra của nó là 15m này, một dây đầu ra là 15m này, súng này, các đầu lối này, các đầu lối này, nọc cặn này, các đầu lối này, nọc cặn đầu lối này, bình bọt này, bình bọt máy rửa xe nào thì cũng có nhá. Dây đầu vào của nó là 1.8m này. Đặc biệt đợt này thì bên em sẽ tặng kèm thêm cho các chú anh là thêm một khúc nối súng dài này. Súng này khoảng tầm 35 phân nhá. Đấy. Đây thì sau đây em sẽ cân thử máy lên để cho các chú anh có cái nhìn thực tế về máy. Trọng lượng của máy rửa xe Sakura này thì nó cũng tùy lô bọn em nhập. Cam kết cho các chú anh là 100% loại đồng nhá. Trọng lượng thì nó dao động khoảng tầm 7,5 đến 8 kg. Đây, sau đây em sẽ cân lên để cho các chú anh thấy nhá. Đấy, trọng lượng là 7,8 kg, ship 8 kg rồi các bạn. Đấy, cam kết cho các chú anh là 100% lõi đồng. Các chú anh mua sản phẩm máy rửa xe Sakura của bên em về thì các chú anh lắp đặt máy, bưu tá người ta sẽ chở hàng đến tận nơi, giao hàng cho các chú anh thì các chú anh lắp máy, thử máy, nước xịt ok rồi thanh toán tiền cho bưu tá giúp em nhé. Máy thì được bên em bảo hành là 12 tháng và lỗi một đổi một trong vòng 15 ngày đầu tiên. Và sau đây em sẽ hướng dẫn cho các chú anh lắp đặt máy và test máy để cho các chú anh có cái nhìn thực tế về máy nhé. Trước tiên máy rửa xe thì lắp đặt máy rửa xe thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đây, cái dây đầu ra, dây đầu vào của nó là 1.8m, dây màu xay ống nước này. Nó hai đầu bằng nhau. Đây. Đây là phụ kiện để lắp đặt máy rửa xe. Thì nó có một cái đầu chõ màu hồng hoặc là màu xanh. Vậy luồn qua như này. Cho vào đầu nó. Cho vào đầu ló. Rồi mình xoay chặt nó bạn. Mình xoay chặt nó lại. Được không ạ? Còn cái đầu trắng. Đầu trắng thì lắp vào cái cửa dưới của máy rửa xe nhá. Cửa dưới nhá. Cửa dưới là đầu vào. Cửa dưới là đầu vào đúng không ạ? Đây, các chú các anh này. Lưu ý cái chỗ này giúp em này. Mình rút tụt cái đầu đỏ này xuống. Mình rút tụt cái đầu đỏ này xuống. Cắm vào đây. Khi nào nó kêu tạch một cái nó vào lẫy là ok rồi nhá. Là ok rồi nhé. Mình nắp nó chặn như này là ok rồi. Đấy. Còn một đầu của nó thì các bác lắp cái đầu lọc cặn là được. Nước sạch gia đình thì không cần thiết phải lọc cặn, nhưng nước bẩn là phải các bác phải lọc cặn nhé, để tránh cái cặn nó vào trong máy, nó hoạt động nó không được bền bỉ được. Đấy. Còn dây đầu ra. Dây đầu ra của nó thì nó là dây 15m. Một đầu to của nó thì các bác có thể là lắp vào máy như này. Một đầu to là lắp vào máy. Một đầu to lắp vào máy nhé. Đây, đầu nhỏ thì các bác có thể là xoáy gen. Đầu nhỏ mình xoáy vào súng như này. Đấy.
Khúc nối súng thì nó cũng rất là đơn giản thôi các bác. Xoáy cái đầu này ra này, xoáy đầu này ra này, lắp cái đầu nối súng vào. Đấy, mình lắp cái thêm một cái đầu này ra, đầu nối súng là mình lắp thành một cái súng dài thôi. Đấy, rất là đơn giản. Đấy, sau đây em sẽ thử máy và test máy cho các chú anh xem nhé. Sau khi rửa xe xong thì anh em có thể chuẩn bị trước cho em cái bình bọt này. Bình bọt này thì mình có thể là đổ dung dịch dầu rửa bát này hoặc dầu rửa chén vào trong bình bọt này, cho thêm ít nước là mình sắc lên và mình có bọt thôi. Đấy, cho mình cắm vào cái đầu vòi như thế này, cắm vào đầu vòi như này, mình xả vào xe thì nó sẽ tạo một cái dung dịch rửa xe nó rất là sạch. Sau đó thì mình rửa lại nước một lần nữa, mình rửa lại nước sạch một lần nữa là xe nó chưa sạch rồi. Rửa xe Sakura này 2500W nhá, rất là khỏe các bác ạ. Các bác rửa xe thì các bác có thể là quan sát cái video em đang quay máy rửa xe này, rất là khỏe. Máy rất là khỏe nhá. Anh em có thể quan sát ở trên video em đang test máy. Em đang rửa chiếc xe Liberty. Đây là súng dài này. Súng dài thì khi các chú các anh muốn xòe súng nó xòe ra để mình tưới cây thì mình chỉ cần vặn cái đầu súng này thôi. Đấy, nó xòe ra mình tưới cây được thôi, đúng không ạ? Nó rất là đơn giản. Còn chiều nước thì chiều nước của máy rửa xe này thì nó khá là xa đấy. Nó dao động khoảng tầm hơn 6m đến 7m. Đấy. Thực tế là nó khoảng tầm 6 đến 7m nhá. Đây là em ước chừng thôi. Như các bác rửa xe thì các bác sẽ nhìn được tận mắt của nó. Đây. Khi các bác rửa xe xong thì mình có thể là vâng, em xin báo giá lại máy rửa xe Sakura là giá là 1.190.000 đồng là bao ship toàn quốc cho các chú các anh nhé. Trọn bộ thì bao gồm một máy rửa xe Sakura này 2500W này, công nghệ Nhật Bản này, dây đầu vào của nó là 1.8m này, dây đầu vào là 1.8m này, dây đầu ra là 15m này, dây đầu ra là 15m cho các chú các anh nhé. Các cái đầu lối này, đầu lọc cặn này. Đặc biệt là đợt này thì bên em sẽ tặng kèm thêm cho các chú anh thêm một cái khúc nối súng dài khoảng tầm 35 phân này nữa. Đấy. Vào thêm một cái bình bọt để cho các chú anh sử dụng khi rửa xe gia đình.
Thì để một cái dòng máy rửa xe mini cho các chục anh mua một máy rửa xe nó hơn triệu về mình có thể là mình tự do mình rửa xe ở nhà, mình không mất công mình đánh xe ra ngoài, cũng tiết kiệm rất là nhiều thời gian chi phí. Thì các bác có thể dùng máy rửa xe để cho những cái công dụng khác, ví dụ là rửa sân vườn, chuồng trại này, tưới cây, tưới hoa này, đúng không ạ? Các bác có thể là nắp súng rửa xe và các bác tưới lan ở trên giỏ, trên trên vườn lan của mình, vườn ra mình tưới cây. Đấy, em xin báo giá lại máy rửa xe Sakura là 1.190.000 đồng là bao ship cho các chú anh nhé. Các chú anh nhận được hàng lắp máy thử máy nước xịt ok rồi thanh toán tiền cho biếu tá giúp em nhé. Máy thì được bên em bảo hành là 12 tháng và lỗi 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày đầu tiên sử dụng. Đấy, địa chỉ của em ở khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn. Thì các bác có thể là qua xem máy hoặc là ở xa thì có thể là liên hệ em gửi hàng đến tận nơi cho các chú anh xem hàng rồi thanh toán tiền cho biếu tá nhé. Vâng, xin cảm ơn các bác đã xem hết video của em trong ngày hôm nay.